Thưa quý vị, liên tiếp trong nhiều ngày qua thì hàng nghìn người di cư đã được cứu khi lênh đênh trên biển Địa Trung Hải. Chỉ riêng trong ngày 16 tháng 4, lực lượng cứu hộ bờ biển Italia đã cứu được 1.000 người có nguy cơ chết chìm. Ngay khi được cứu khỏi những con thuyền mong manh ở trên những con thuyền lớn thì hầu hết những người di cư vẫn chưa cảm thấy an tâm, thậm chí là họ còn không thể ngủ nổi. Trên boong tàu Phoenix, hàng trăm người di cư lênh đênh trên biển suốt nhiều ngày qua, chuẩn bị được ăn một bữa ăn nóng hổi. Họ vừa được lực lượng cứu hộ bờ biển cứu và chuẩn bị cập cảng ở Italia. Dù chuẩn bị được đến Italia, nhưng không ai cảm thấy hào hứng, bởi họ đã phải trải qua một hành trình dài và vất vả. Heba Mustafa đã phải chạy trốn khỏi Syria cùng với cậu con trai 5 tháng tuổi. Cô hy vọng có thể đến được Thụy Điển để sống cùng với những người thân. Những ngày phải sống lênh đênh trên biển, chứng kiến những người chết, khiến cô không thể nào quên được. Chúng tôi ở trong điều kiện vô cùng tồi tệ, thật sự là mệt mỏi. Chúng tôi từ Syria đến Libya, ở Libya một tháng và sau đó chúng tôi đến châu Âu. Tại đây tôi sẽ tìm cách đến Thụy Điển. Tại Libya, thật khó để hình dung những gì mà chúng tôi đã phải trải qua. Chúng tôi nhìn thấy những người chết ngay trước mắt, vì thế chúng tôi muốn đến đây để cậy nhờ sự giúp đỡ. Còn anh Kusama Abcha, một người đến từ Libya cũng không thể quên những điều khủng khiếp nhất đã xảy ra. Tôi không thể quên lúc động cơ thuyền dừng, chúng tôi cứ gọi, gào thét lên vì sợ hãi. Nhưng giữa biển mênh mông, không ai đáp lại chúng tôi, chỉ có những cơn gió và tiếng sóng đập vào mạn thuyền. Tôi nghĩ chắc mình sẽ chết. Theo các số liệu chính thức được công bố mới đây, từ đầu năm đến nay, lượng người di cư từ Bắc Phi đến Italia đã tăng khoảng 30%. Trong khi đó, theo Bộ Nội vụ Italia, khoảng 24.200 người đã được cứu và đưa tới các cảng của Italia.